Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao Tổng bí thư Tô Lâm chỉ còn một lựa chọn duy nhất, được làm vua, thua làm giặc? Việc Tổng bí thư Tô Lâm đưa ra tuyên bố Việt Nam sẽ tiến vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vương mình của dân tộc, đồng thời đưa ra cam kết sẽ đưa đất nước hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Đây được coi là mệnh lệnh cho công cuộc cải cách sắp tới. Hơn ai hết, ông Tô Lâm hiểu rõ cái kết không mấy tốt đẹp của các cụ lãnh đạo trong quá khứ, như Trần Độ, Trần Xuân Bách. Khi họ dũng cảm phất ngọn cờ cải cách, dù không đúng lúc và đã phải trả giá đắt. Và đây là hình tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm. Đó là lý do cách đây chưa lâu, ông Tô Lâm đã có hàng loạt chỉ dấu ném đá dò đường đối với các phản ứng trong nội bộ đảng. Trong chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên trên cương vị tổng bí thư, ông Tô Lâm đã quyết định đến Quảng Châu, một cái nôi của cách mạng Việt Nam, để thăm các địa chỉ đỏ. Giới quan sát đánh giá, ông Tô Lâm đã khẳng định lập trường kiên định, không thay đổi trong đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong các hội nghị hay sự kiện quan trọng, Tổng bí thư Tô Lâm đã luôn luôn dành một phút tưởng niệm cố Tổng bí thư trọng để thể hiện sự kính trọng với người tiền nhiệm đã khuất. Tuy nhiên, giới quan sát tin rằng tất cả những điều trên chỉ là những chiêu bài chính trị nhằm khỏa lấp nghi án rút ống thở đối với ông Trọng do Tô Lâm và phe cánh thực hiện. Đường lối của đảng đã chỉ rõ đảng là của giai cấp công nông và quần chúng lao động. Đảng lấy chủ nghĩa Mark Lenin làm nền tảng tư tưởng và đảng là lực lượng chính trị duy nhất dẫn dắt lãnh đạo đất nước. Và đây là hình cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Do vậy, bất kỳ biểu hiện nào khác với điều này sẽ bị coi là chạch hướng, là phản bội lý tưởng cộng sản. Điều đó bị coi là các sai phạm nghiêm trọng và phải bị xử lý triệt để. Vì các nhân vật như Trần Độ, Trần Xuân Bách, là những người đã có xu hướng đổi mới mạnh mẽ khi trào lưu cải tổ do gốc Gorbachev khởi xướng trong các đảng Cộng sản là một ví dụ. Ông Bách đã bị phê phán, bị đấu tố gây gắt, cuối cùng bị kỷ luật, buộc phải ra khỏi Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương. Hiện nay, ông Tô Lâm có các biểu hiện thân Mỹ và phương Tây hơn là thân Trung Quốc trong chính sách đối ngoại. Những điều kể trên cho thấy sự phản kháng của một bộ phận không nhỏ trong nội bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, vốn là các đệ tử trung thành của cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, là điều hợp lý. Hiện nay, thế và lực của ông Tô Lâm và phe cánh trong đảng chưa đủ mạnh với số lượng ủy viên trung ương, ủy viên bộ chính trị của phe Hưng Yên còn quá mỏng. Và đây là hình đại tướng Phan Văn Giang. Đó là lý do trong thời gian gần đây, ông Tô Lâm hết sức nỗ lực trong công tác tổ chức nhân sự để đưa các nhân vật thân tính của mình vào bộ chính trị và các vị trí lãnh đạo then chốt. Nhưng những nỗ lực vừa kể lại tạo nên hiệu ứng ngược, nó càng làm cho sự bất bình trong đảng tăng cao. Trong khi đó, theo một số ý kiến, thế lực chống lại Tổng bí thư Tô Lâm trong đảng được cho là đang có một ưu thế vượt trội, đó là sự ủng hộ của ban lãnh đạo Bắc Kinh. Những biểu hiện thân Hoa Kỳ và phương Tây hơn là thân Trung Quốc của Tổng bí thư Tô Lâm chắc chắn sẽ bị Bắc Kinh chặn đứng bằng cách này hay cách khác đây được coi là sự chệch hướng và phản bội lại lý tưởng cộng sản nếu một khi ông tô lâm thất thế điều đó cho thấy tại thời điểm hiện nay ông tô lâm đang ở thế ngồi trên lưng cọp do đó ông và phe cánh của ông chỉ có một lựa chọn duy nhất đó là đối đầu tới cùng với bộ phận còn lại trong đảng với phương châm được làm vua thua làm giặc quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của kim vũ với bản tin vì sao tổng bí thư tô lâm chỉ còn một lựa chọn duy nhất được làm vua thua làm giặc xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo .com để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới kim vũ xin kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin Trước khi đấu tố cần phải có hiểu biết nhất định về hàm ơn và vô ơn. Ngày 6 tháng 9, blog Thiên hạ luận trên VOA tiếng Việt bình luận từ chuyện của Chu Ngọc Quang Vinh nghĩ về hàm ơn và vô ơn. Tác giả đề cập đến chuyện Chu Ngọc Quang Vinh, 17 tuổi, học sinh lớp 12 ở Yên Bái, tâm sự với một nhóm bạn đồng môn rằng cậu dần dần nhận ra những gì mình được học ở trường bấy lâu nay không hoàn toàn là sự thật, chỉ biết lừa gạt dân và khiến cậu muốn sau này được sống ở nước ngoài đã tạo ra một trận bão dư luận. Tác giả nhắc lại, sau khi tâm sự của Vinh bị một người bạn bày, bày ra trên trên mạng xã hội, một số nhóm và các cơ quan truyền thông đã chỉ trích Vinh kịch liệt với những lời lẽ quy chụp như hỗn xược, vô ơn và là điển hình của tư tưởng phản động. Và đây là hình bài trên blog Thiên Hạ Luận VOA. Đáng lưu ý là, ngay sau đó các cơ quan chức năng của Yên Bái đã cùng vào cuộc để xử lý vụ việc khiến Chu Ngọc Quang Vinh phải tự đóng trang riêng của cậu trên Facebook và gửi lời xin lỗi. Tác giả nhận xét, cuộc tấn công Chu Ngọc Quang Vinh và phản ứng khiến thiên hạ kinh ngạc từ phía hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam đã kích hoạt một trận bão dư luận khác theo chiều ngược lại. Tác giả dẫn lời nhắn nhủ của Nick Nguyễn Khôi đến những người chỉ trích Quang Vinh rằng các cháu đấu tố cháu trai ở Yên Bái chửi bạn vô ơn và đề nghị trừng phạt bằng cách thu hồi giải thưởng Olympia Cấm xuất cảnh sang Úc du học Khiến chú ngạc nhiên Chú cứ tưởng với Hồng vệ binh Thì các trừng phạt đúng đắn Là trục xuất khỏi đất nước chứ Hóa ra trồng sâu thẳm tâm hồn các cháu Giữ lại trong nước Không cho đến Úc Mới là sự trừng phạt ghê gớm nhất Các cháu không nhận ra Việc coi đó là sự trừng phạt Đồng nghĩa với việc các cháu đồng tình Với phát ngôn của bạn ở Yên Bãi Tác giả dẫn tâm sự của bác sĩ Xuân Sơn Võ rằng Sau khi được ra nước ngoài học tập Ông nhận thấy, ở những nước mà tư tưởng tiến bộ đã ăn sâu vào dân, trên bệnh viện quốc gia, phía phải biết ơn và bắt buộc phải thể hiện sự biết ơn của mình là chính phủ. Họ phải biết ơn người dân vì người dân đã bầu họ, cho phép họ tồn tại, đóng thuế để họ có tiền điều hành đất nước. Bác sĩ Xuân Sơn Võ nhắc nhẹ, trước khi đấu tố ai đó cũng cần phải có một sự hiểu biết nhất định về việc hàm ơn và cảm ơn. Và đây là hình em Chu Ngọc Quang Vinh buộc phải làm việc với cơ quan chức năng. Tác giả cũng dẫn nhà giáo Thái Hảo cho rằng, trong giáo dục tiến bộ, việc khuyến tấn để học sinh nói thật suy nghĩ của mình là điều vô cùng hệ trọng và nó được bảo vệ. Vì thứ nhất, đó là quyền con người, quyền công dân, thứ quyền thiêng liêng mà thế giới văn minh và cả hiến pháp của nước Việt Nam đều ghi nhận. Thứ hai, điều đó có ý nghĩa và giá trị đặc biệt trong giáo dục cũng như trong quản trị xã hội. Bởi theo nhà giáo Thái Hạo, nếu học sinh nói đúng thì điều đó giúp cho nhà giáo dục củng cố khẳng định được rằng cách thức của mình là đúng, còn nếu học sinh nói sai thì nhà giáo dục phải tự coi lại để tìm cho ra nguyên nhân rằng nội dung, phương pháp giáo dục của mình không ổn ở đâu và tìm cách điều chỉnh. Đây chính là bí quyết để mọi thứ không ngừng được hoàn thiện thay vì bị tha hóa. Trên hết, nếu muốn thể hiện bản lĩnh hoặc sự yêu thương thật lòng, bạn vẫn phải đi bằng con đường của giáo dục chân chính, còn không thì phải tôn trọng những xúc cảm tự nhiên ấy. Tác giả tiếp tục dẫn nhận xét ngắn ngẩm của Hồng Thái Hoàng. Gái kiếm chồng tay xuất ngoại, trai kiếm vợ tay xuất ngoại, công nhân tìm đường xuất khẩu lao động, sinh viên du học tìm cách để khỏi về, giàu kiếm vé định cư, nghệ sĩ kiếm hôn nhân giả, người người nhà nhà tìm cách đi. Vậy một thằng bé muốn đi nước ngoài thì có gì sai? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Trước khi đấu tố, cần phải có hiểu biết nhất định về hàm ơn và vô ơn. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.